Rồi mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cá trắng kho sả nha các bạn. Đây là phần cá trắng mình đã rửa sạch rồi các bạn. Mình có cho tí xíu muối, tí xíu bột ngọt vô. Mình nãy giờ mình rửa sạch để ráo rồi mình ướp. Để đây tí xíu muối, tí xíu bột ngọt vô, mình ướp khoảng 10 phút nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị sả, mình đi bào sả nha các bạn. Đây mình chuẩn bị mấy cây sả luôn nè các bạn, và ướp rồi mình bào ra, lát mình kho. Cá trắng này đặt đuôi chuột các bạn. Rồi phần sả mình cũng đã bào xong rồi bạn, sả ướp rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình chuẩn bị mình đi kho cá trắng nha các bạn. Cá trắng có tép nữa, rất là ngon nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đi kho cá trắng, kho sả ướp. Món này rất là bắt cơm luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái chảo cơm, mình cho nước mắm. Giờ bột ngọt nha các bạn, chút xíu bột ngọt. Miếng ai gì ngon. Giờ miếng nước, mình cho miếng nước vào vô luôn các bạn. Rồi mình nấu tất cả các hỗn hợp này nó sôi lên, rồi mình cho sả vào, sả sôi lên, nó sôi một hồi rồi mình mới cho cá vô nha các bạn. Mình cho tí xíu dầu ăn đi. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình cho sả vô các bạn. Mình cho chừa lại miếng, lát mình kho mình bỏ lên trên mặt nha các bạn. Rồi nó sôi lên rồi, bây giờ mình cho cá vô luôn các bạn. Mình trộn lên nhẹ nhẹ thôi rồi mình đậy nắp lại, mình đừng có trộn nhiều quá nó bị nát nha các bạn. Đậy nắp lại nó sôi bùng lên một chút là nó chín. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại nha các bạn, đậy nắp lại cho nó sôi lên, bùng lên cho nó chín. Giờ mình dở cái nồi cá ra thử cho nó sôi thì cỡ nào nha các bạn. Rồi bây giờ mình rinh nó, mình xốc nó lên nha các bạn, chứ các bạn đừng có mà trở nó nát nha các bạn. Rồi mình đẩy lại mình kho chút nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình dỡ nắp ra, còn cái phần sả nãy mình chừa lại các bạn, cho vô hết luôn các bạn. Sả với vài cọng hành vô. Ướp. Cá trắng này phải kho ướp nhiều mới ngon các bạn ơi. Mình để ướp xanh, ướp trái luôn, ướp hiểm luôn các bạn. À, như vậy là mình kho chút nữa là được rồi các bạn. Ớt luôn các bạn. Rồi, bỏ ớt nhiều vô nguyên trái rồi ăn một cái là nó cay xé họng luôn các bạn ơi.
Nhưng mà cá trắng này nó có ớt nó mới rất là ngon các bạn, nó không có ớt là nó tanh lắm các bạn ơi. Nên mình kho cá trắng, kho sả ớt nên mình phải kho ớt thật là nhiều. Các bạn thấy cái chảo cá không? Ngon quá trời ớt luôn. Đỏ đỏ xanh xanh luôn rồi các bạn. Mình để ớt trái luôn rồi các bạn. Bạn nào ăn được ớt trái thì ăn luôn, còn không được thì chừa lại nha các bạn. Nhưng mà mình kho phải có ớt. Rồi, nồi cá trắng của mình như vậy là được rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình tắt bếp, mình đi hái khế vô mình ăn kèm với cá trắng nha các bạn. Tắt bếp đại loại để đây đi, mình đi hái khế. Rồi bây giờ mình đi hái khế rồi các bạn ơi. Là cây khế của mình, hái khế nha các bạn. Mình có một cây khế quá trời cao luôn. Đây nè các bạn, cây khế nè các bạn. Nhưng mà bây giờ mình phải bắt ghế mình leo lên mình mới hái được nha các bạn. Cây khế nè các bạn. Đây là cây khế của mình đây. Ở trên kia nó mới có trái rồi các bạn ơi, nhưng mà trời đang nắng mình không có thấy rõ các bạn. Rồi bây giờ mình đi nhắc cái ghế mình thọc khế nha các bạn. Rồi bây giờ mình thọc khế nè các bạn ơi. Rồi, đây là cái rổ khế mình hái được nhiêu đây nè các bạn. Nó cao quá mình đứng như thọc là được nhiêu đây nè các bạn. Nhưng mà khế này rất là chua luôn các bạn ơi. Một trái là mình ăn không đồ nổi luôn các bạn, quá chua luôn. Rồi bây giờ mình vô đi vô sắc khế nha các bạn. Rồi, mình chuẩn bị hai cái khế rồi mình sắc khế nha các bạn. Khế này mình sắc thiệt là mỏng đó các bạn ơi, chứ mình sắc dày là ăn không có nổi luôn á các bạn. Rồi mình đã làm xong món cá trắng kho sả của mình đã xong rồi nè các bạn. Cá trắng ăn kèm với khế à, có thêm rau sống và chua chát nữa, rất là ngon các bạn. Rồi mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.